Với quyết định mới nhất của câu lạc bộ PSG, Mbappé chính thức không còn nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho trận mở màn mùa giải Ligue 1 Pháp năm 2023 đến năm 2024 vào cuối tuần này, khi đội bóng thành Paris tiếp Lorient lúc 2 giờ ngày 13 tháng 8 trên sân nhà Parc des Princes. Quyết định này cũng khiến Mbappé không thể sinh hoạt cùng đội một PSG tại trung tâm tập luyện Saint Sportif de Poissy. Ngôi sao 24 tuổi của đội tuyển Pháp phải báo cáo và tập luyện cùng các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch từ 10 giờ mỗi ngày và ra về vào buổi trưa. Đội một PSG tập luyện từ 17 giờ. Do đó, tân huấn luyện viên Luis Enrique kể từ khi gia nhập PSG cũng chưa được gặp mặt ngôi sao từng là con cưng số 1 của đội bóng thành Paris. PSG giữ quan điểm quyết liệt với Mbappé và không tha thứ cho những gì ngôi sao này đã làm thời gian qua, công khai tuyên bố không gia hạn và chỉ thi đấu hết mùa năm 2023 đến năm 2024 để ra đi tự do. Mbappé cũng từ chối đề nghị mới nhất từ PSG là sẽ đảm bảo chuyển nhượng anh trong mùa hè 2024 nếu đồng ý ký hợp đồng gia hạn, nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết. Theo tờ Marca, Tây Ban Nha, tình trạng của Mbappé hiện nay sẽ được duy trì cho đến đầu tháng 9, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc, hoặc trong thời gian tới đây có chuyển biến mới. PSG vẫn đang giao bán Mbappé, nhưng chưa đạt thỏa thuận với bất cứ câu lạc bộ nào do ngôi sao người Pháp không đồng ý. Mbappé chỉ muốn đến Real Madrid, nhưng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chưa đưa đề nghị chính thức. Trong khi đó, việc Mbappé chính thức bị cách ly với đội một PSG khiến huấn luyện viên Luis Enrique chỉ còn hy vọng vào lực lượng cầu thủ đang có trong tay, cùng các ngôi sao vừa chiêu mộ như Skriniar, Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-in và Lucas Hernandez để chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng tiền đạo Goncalo Ramos từ Benfica và Ousmane Dembélé từ Barcelona sớm hoàn tất chuyển nhượng ngay trong tuần này nhằm có thêm phương án trên hàng công. PSG kết thúc đợt tập huấn trước mùa giải với kết quả thắng 2, hòa 1 và thua 2.